Chảo Fisler giá ngang với chảo Tefal thì mọi người sẽ chọn Fisler hay chọn Tefal? Hãy comment cho mọi người cùng biết nhé. Còn riêng em thì em sẽ chọn Fisler. Đầu tiên là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng. Cái thứ hai là sản xuất tại Italia. Cái thứ ba là nhập trực tiếp tới Đức. Và một cái nữa là men chống dính của Fisler nó có một cái độ lì cực kỳ thích luôn. Xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã đến với kênh YouTube của nhà Bet89. Hôm nay Bet89 xin giới thiệu đến quý anh chị một cái dòng chảo bình dân nhất của nhà Fisler. Đó là dòng chảo Zenith. Giá loanh quanh như chảo Tefal và The Quilling, nhưng mà chất lượng cực kỳ tốt. Có con này thì được đánh giá rating 4,5 sao trên các trang mua bán của Đức. Mọi người hãy đi tìm hiểu về cái dòng chảo này cùng Bet89 nhá. Trên màn hình quý anh chị là cái set chảo đến từ nhà Fisler. Dòng này thì nó là dòng giá bình dân. Dòng này thì nó có tên là Zenith. Hiện tại ở đây thì em đang có hai size 24 và size 28. Đây là cân nặng của 28, nó là 1,2 kg. Đây là cân nặng của cái size 24, nó là 850 g. Đây là chiều rộng của đáy chảo 24 là 19 cm này. Đấy, chảo 28, chiều rộng của nó là 22 cm. Giờ em sẽ đi vào chiều cao của chảo này. Cái con 24 là 5,7 cm này. Con 28 là 6,4 cm. Về xuất xứ của dòng chảo Fisler Zenith này thì cái dòng này được nhập trực tiếp từ Đức và sản xuất tại Italia mọi người nhá. Cái dòng Zenith này thì nó là sử dụng chất liệu là nhôm đúc nguyên khối và dập thêm một cái lớp từ. Cái này thì nếu mà ai để ý thì nó sẽ giống Tefal. Thì bản thân đây nó là dòng bình dân nên là nó không thể có đáy cúc ta được. Nhưng mà cái dòng nhôm của nó dày hơn Tefal rất là nhiều. Mọi người nhìn cái mép này, nó nghe cái tiếng nó rất là chắc chứ nó không như các dòng của Tefal đâu. Cái này thì sử dụng trên tất cả các loại bếp nhá. Bây giờ em sẽ đi vào men của cái dòng Zenith này. Men của dòng Zenith này thì được phủ lớp chống dính Teflon 3 lớp. Mọi người sờ này, cái men nó rất là bóng và dày nha, cảm giác nó rất là lì men luôn. Thực sự để nói là men Fisler thì nó là gần như nó là một cái hệ khác so với những cái dòng men còn lại. Men Fisler nó rất là lì luôn, dùng rất là bền. Phải thực sự ai phải trải nghiệm với Fisler rồi thì mới có cái cảm nhận được với cái men Fisler. Tay cầm này, tay cầm cái dòng này cũng bằng nhựa này. Nhưng mà tay cầm này thì nó không được xịn như các dòng tay cầm đắt của Fisler. Nhưng mà với giá thành này thì mình cũng không đòi hỏi gì hơn. Đó, tay cầm này, logo Fisler này. Dòng này thì nó dùng đinh vít này. Đây có bằng inox 304 này. Con này tay cầm cách nhiệt hoàn toàn nhá. Và nhược điểm của dòng này thì mọi người sử dụng một thời gian thì mọi người phải vặn cái vít này vào. Không nó hơi có độ lắc. Thì tất nhiên những cái dòng tay cầm cán nhựa mà dùng vít thì gần như hãng nào cũng thế thôi. Cái sản phẩm chảo Fisler Zenith này thì hiện tại bên em đang có hai size, 24 và 28. Và bên em có thể bán theo bộ và tách rời cho mọi người nhé. Thì sản phẩm này thì bên em đang có sẵn tại cảng Free Ship nội thành Hà Nội. Ship CD toàn quốc nhận hàng, thanh toán tại nhà. Cam kết với quý anh chị là hàng sản xuất tại Ý và nhập trực tiếp tới Đức. Đầy đủ bill mua hàng tới Đức cho quý anh chị nhé. Anh chị nào muốn mua thì kích đường link phía dưới hoặc là inbox em qua Zalo 0985 608831. Em chia sẻ thành cảm ơn.